ai rồi cũng đến lúc về hưu, đến lúc được hưởng lương mà không phải đi làm. Đó là văn minh, là tiến bộ của xã hội. Nhưng đó cũng là thời kỳ mới của cuộc đời, thời kỳ mà những tương tác hàng ngày với những người cùng chung cơ quan không còn, nỗi bận tâm với công việc cơ quan không còn, thời kỳ mà sức khỏe có thể cũng không còn như lúc đi làm, thời kỳ mà con cái đã lớn khôn cũng không còn cần tới sự chăm lo của bố mẹ như khi còn thơ bé, thời kỳ của những khoảnh khắc, những giờ, những ngày trống vắng xuất hiện. Hội cựu giáo chức của toàn ngành giáo dục xuất hiện như một trong những giải pháp lấp đầy những khoảng trống đó. Hội không thay thế được gia đình, nhưng hội góp phần rất quan trọng nhằm kiến tạo thêm những nội dung hướng tới sống vui, sống khỏe, sống ấm áp và sống có ý nghĩa. Hội cựu giáo chức Đại học Kinh tế Quốc dân được thành lập tháng 3 năm 2009, trực thuộc Hội cựu giáo chức Việt Nam. Sau 15 năm hoạt động, hội đã tổ chức được rất nhiều hoạt động nhằm tiếp tục nuôi dưỡng tình cảm vốn có giữa những người đã từng nhiều năm gắn bó với nhau khi còn làm việc, đã tổ chức hàng trăm cuộc thăm hỏi mỗi năm khi hội viên có những nguồn vui của ngày mừng thọ, khi lên ông, lên bà, lên cụ, hay khi gặp chuyện không vui, không may mắn, không như ý. Hội cũng tổ chức hàng chục cuộc gặp mặt giao lưu mỗi năm để ca, để hát, để chia sẻ với nhau những góc nhìn cuộc sống, động viên nhau tiếp tục cống hiến cho trường nếu còn có thể. Tính đến tháng 6 năm 2024, hội đã có trên 541 hội viên. Các hội viên gắn bó với nhau cũng có nghĩa là gián tiếp gắn bó với hơn 541 gia đình. Hội có được kết quả như vậy, trước hết nhờ những phẩm chất và truyền thống gắn bó vốn có của cán bộ công nhân viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân, sự tận tâm của ban chấp hành hội qua các nhiệm kỳ và sự ủng hộ to lớn của trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Bên cạnh đó, hội cũng có sự đồng hành của câu lạc bộ con em giáo chức của trường, sự chỉ đạo và ủng hộ của Hội cựu giáo chức Trung ương, sự ủng hộ của các tổ chức, các đoàn thể và các tấm lòng hảo tâm khác. Về vai trò cá nhân, hàng đầu phải kể đến công lao của cố giáo sư tiến sĩ, nhà giáo nhân dân Lê Du Phong, người đã tiên phong trong việc thành lập và là chủ tịch hội 10 năm đầu của sự ra đời và phát triển. Kế tiếp đà phát triển đó là vai trò của phó giáo sư tiến sĩ, nhà giáo ưu tú Ngô Đức Cát và phó giáo sư tiến sĩ Đinh Thị Ngọc Quyên. Nhiệm kỳ mới của hội là nhiệm kỳ 2023-2028. Những hoạt động của ban chấp hành và chủ tịch hội, giáo sư, tiến sĩ, nhà giáo ưu tú Nguyễn Thành Độ đang cho thấy nhiều khởi sắc mới mẻ với những thông điệp có ý nghĩa sâu sắc. Ban chấp hành nhiệm kỳ 4 rất trân trọng những thành tựu mà ba nhiệm kỳ trước đã làm được và cùng ra quyết tâm sẽ phát huy truyền thống từ các nhiệm kỳ trước, tăng cường sáng tạo, đẩy mạnh kết nối để làm tốt hơn nữa, làm cho hội ta và trường ta mãi mãi là hội hạnh phúc và trường hạnh phúc.